nếu 50 năm sau tụi mình bị mất trí nhớ giống như ông cụ đó, không biết ai sẽ là người hiện diện trong ký ức của mình không? Anh nghĩ sẽ là anh. Ai sẽ là người người chị trong ký ức nhỏ bé của anh? Trường của em thì là cùng anh ở trong nước là anh Thành Lương. Rằng lời nói anh còn yêu em.